Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tròn 2 năm cuộc chiến giới ngoại giao Mỹ và phương Tây ở Hà Nội thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Ngày 27 tháng 2, VOA tiếng Việt cho hay, giới ngoại giao Mỹ, phương Tây ở Việt Nam ủng hộ Ukraine dịp cuộc chiến tròn 2 năm. Theo đó, hàng chục nhà ngoại giao từ các nước Mỹ, Canada, EU tại Việt Nam hôm 24 tháng 2 đã tổ chức tuần hành ở Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine khi cuộc chiến giữa nước này và Nga bước sang năm thứ ba, giữa lúc chính quyền Việt Nam tránh đưa ra lời lên án Moscow. VOA dẫn lời Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper viết trên Facebook hôm 25 tháng 2, Hoa Kỳ sát cánh cùng Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình, một nguyên tắc quan trọng đối với mọi thành viên Liên Hiệp Quốc. VOA cũng dẫn bày tỏ của Đại sứ Canada Sean Steele trên trang X, trước đây là Twitter, rằng 2 năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược khủng khiếp, Canada kiên định và không nản lòng sát cánh cùng Ukraine. Hình ảnh bài trên VOA. VOA nhận xét, đây dường như là cuộc tuần hành nhỏ của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội và không có sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự hay các cá nhân trong nước, những nhóm thường bị chính quyền ngăn chặn khi tham gia biểu tình công khai ở nơi công cộng. VOA tiếp tục dẫn lời ông Alexander Gaman, đại sứ Ukraine tại Việt Nam, viết trên Facebook hôm 25 tháng 2 rằng trong thời gian qua, những người bạn của chúng tôi châu Âu và các châu lục khác ngày càng biết chắc rằng Nga là một kẻ xâm lược và một quốc gia khủng bố đe dọa an ninh của toàn thế giới. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn bè và tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong đúng khoảng thời gian chúng tôi cần thiết. Đại sứ Ba Lan cũng được VOA trích dẫn nội dung viết trên Facebook rằng Ukraine đang đấu tranh cho nền độc lập và quyền được lựa chọn con đường duy nhất của mình. Chúng ta không chấp nhận tình trạng một quốc gia lại quyết định tương lai của một quốc gia khác. Đã quá nhiều lần trong lịch sử mà một nước láng giềng lớn hơn vi phạm chủ quyền của một nước nhỏ hơn. Bên cạnh đó, VOA cho biết một số người Việt cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine và chia sẻ thông điệp của đại sứ Ukraine. Theo VOA, cuộc xâm lược Ukraine của Nga là chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, với số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 30.000 trường hợp dân thường thương vong. Hình ảnh đại sứ Mark Knapper đồng hành cùng đại sứ Ukraine Alexander Gaman. Vẫn theo VOA, từ khi cuộc chiến nổ ra, chính quyền và truyền thông Việt Nam không lên án Nga và cũng không gọi đây là cuộc xâm lược. Trong 2 ngày qua, truyền thông Việt Nam đưa ra rất ít tin về các cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 2 năm. Chủ yếu điểm lại các tin tức trên thế giới nói rằng cuộc chiến này đã tác động sâu sắc đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu và triển vọng về một giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột còn xa vời. VOA nhận xét trong 2 năm qua, Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm nhất quán đối với cuộc chiến này. Theo đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh những động thái gây bất ổn cho tình hình chính trị thế giới, ảnh hưởng xấu đến hòa bình ổn định toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh của binh lính và người dân vô tội ở các nơi xảy ra xung đột. Và Việt Nam không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. VOA dẫn nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng Việt Nam nên sát cánh cùng người dân Ukraine vì đó là cuộc chiến vệ quốc chính đáng. Và Việt Nam không cần chọn bên, mà phải chọn lẽ phải và hành xử có lương tâm và trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế. Vị luật sư gốc Việt kêu gọi Hà Nội nên hành động như vậy để bảo vệ cho Việt Nam trước các thế lực bá quyền và các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin tròn 2 năm cuộc chiến giới ngoại giao Mỹ và phương Tây ở Hà Nội thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Bịch Phương Hằng chặn Hoa Khôi Nam Em, nhưng bãi thối nhà quan vẫn tỏa hương. Tiếng nói của Hoa Khôi Nam Em bị dập tắt sau chuỗi ngày livestream bóc phốt showbiz gây chấn động dư luận. Chắc chắn giới showbiz sợ cô Hoa Khôi này xanh mặt. Mặc dù cô chưa bạch hóa bất kỳ tên tuổi nào, có lẽ họ lại sợ Nam Em khui ra như bà Phương Hằng đã từng làm. Có lẽ giới showbiz đã được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cứu. Vào chiều ngày 22 tháng 2, tại buổi họp báo thường kỳ ở Trung tâm Báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở 4T cho biết đang lên kế hoạch phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan để xử lý trường hợp của Nam Em. Sự nhanh nhẩu của cơ quan này đã khiến cho tiếng nói của Nam Em im lặng sau đó.
Hình ảnh bịt tiếng nói Phương Hằng bằng công an. Showbiz ồn ào là chuyện của showbiz. Nhà nước chỉ quản lý xã hội bằng pháp luật. Tại sao Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lại nhảy vào can thiệp chuyện lùm xùm của giới nghệ sĩ làm gì? Có nhận xét cho biết Sở 4T Sài Gòn làm thế là để cứu quan chức, bởi không ít chuyện chân dài và quan chức vẫn đang diễn ra một cách kín đáo sau hậu trường. Cũng may, nam em chưa réo tên một quan chức nào. Nếu cô làm vậy thì ắt hẳn cơ quan nhà nước xử lý cô không phải là Sở 4T mà là Công an Thành phố Hồ Chí Minh như họ đã từng làm với bà Nguyễn Phương Hằng. Có người nhận xét nếu bà Nguyễn Phương Hằng không động chạm đến Phan Văn Mãi thì chưa chắc là bà đã bị bắt. Chính quyền có hai cơ quan tuyên truyền, phía đảng có Ban Tuyên giáo Trung ương, bên chính phủ thì có Bộ Thông tin Truyền thông. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn có hai cơ quan như vậy, là Ban Tuyên giáo tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh. Đây là hai cơ quan chuyên lo bịt những tiếng xấu cho chế độ, đồng thời cũng bốc thơm cho lãnh tụ và quan chức. Ngoài ra, công an cũng luôn sẵn sàng bịt miệng dân bằng cách hù dọa hoặc đẩy dân vào tù để tránh tiếng xấu của quan chức bị lan truyền trong xã hội. Với nhiều tầng nấc bảo vệ cho quan chức như thế, liệu rằng tiếng xấu của quan chức có bị xì ra và tỏa hương khắp nơi hay không? Trên thực tế, dù có nhiều tầng để bảo vệ che đậy thì cũng chỉ hạn chế một phần nào đó mà thôi. Tiếng xấu vẫn theo nhiều cách mà lọt ra ngoài. Mùi hương của các bãi thối vẫn luôn bay đi theo cách riêng của nó. Dùng tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông cùng Bộ Công an để che đậy, điều này chỉ khiến cho những tật xấu của quan chức có thêm cơ hội phát triển hơn mà thôi. Bởi khi quyền lực khuynh đảo, tự tin triệt hạ mọi nguồn phát tán tin xấu, thì họ còn sợ gì mà không làm bậy. Cho nên, có thể nói, cách làm của chính quyền Cộng sản đã dung túng và nuôi nấng thói hư tật xấu của quan chức. Dùng Sở Thông tin Truyền thông bịt miệng nam em. Lâu nay, các nguồn tin phi chính thống vẫn có đất sống. Dù tuyên giáo cho báo chí quốc doanh ra sức bác bỏ tin xấu ngoài luồng, dù Bộ Thông tin và Truyền thông dùng đủ mọi cách để gây áp lực đối với chủ các trang mạng xã hội lớn, buộc họ bóp tương tác, thậm chí bay màu các nick đưa tin, thì người dân vẫn luôn tìm đến các thông tin phi chính thống. Nguyên nhân là chỉ có những tin tức phi chính thống thì mới lột truồng được chế độ này. Cho người dân thấy rõ, nếu đằng sau tấm áo đẹp đẽ được tuyên giáo mặc cho, chế độ không làm điều gì xấu thì việc gì họ phải e ngại. Thật ra bên trong chế độ cũng có người chán ghét chế độ và chán ghét bọn quan lại xấu xa bẩn thỉu, cho nên chính họ là những nguồn tin ẩn danh, cung cấp thông tin đấu đá nội bộ ra bên ngoài. Rất nhiều tin tức thuộc diện tối mật, báo chí chính thống của đảng chưa biết, không biết hoặc bị cấm không cho đưa tin, nhưng bên ngoài thì đã biết. Và đó là cách mà hương của bãi thối của chế độ này vẫn đều đều tỏa ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Bịt Phương Hằng chặn hoa khôi nam em nhưng bãi thối nhà quan vẫn tỏa hương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.